Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm Sam núi trái thành phẩm nha mình nha. Dòng này là dòng cây khai thác nha mình. Này. Này trái này. Cái đợt trái này nó già nè. Nó chuẩn bị đón mùa mới nha, mùa thu hoạch mới. Cái này cây khai thác nha. Này cốt đế có nha mình nha, cốt đế có nha. Cái này có mã số là 323. Cái hoành thì cũng bằng nhà mình so sánh với cây búp xó nha, thân búp xó nha, thân ngang nha. Nhỏ hơn chút xíu nha mình. Cây cao tính từ mặt chậu nha, mà lên tới đỉnh là 60. Form tàn ngang 65, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 25 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,8 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây khai thác thành phẩm nha. Cái này là sam trái nha mình nha. Thân co lắc rất chi là duyên luôn. Nói chung hàng này thì nhà vườn nuôi thuần chậu lâu rồi. Về nhà mình thay cái chậu mới cho em nói nha. Chậu này là chậu xi măng. Nhưng mà nhà vườn nói trước là nhà vườn sẽ rút khỏi cái chậu này nha. Tại chi phí gỡ cái chậu này đi rất là nặng. Chậu xi măng nuôi mà. Thay vào đó nhà vườn sẽ bỏ một cái chậu nhựa cho nó đảm bảo cây nó an toàn hơn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 323. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,8 triệu bao ship nha. Cho một tác phẩm sam núi trái nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.